Tối qua 15 tháng 9 âm lịch, triều cường dâng cao làm ngập hầu hết các tuyến đường của quận Ninh Kiều. Nước ngập sâu vẫn là đoạn trên đường Mậu Thân đến dưới cầu Rạch Ngỗng, các tuyến đường Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Cừ, 30 tháng 4, Trần Văn Hoài, xuyên các con hẻm đều bị ngập, việc đi lại khó khăn. Theo Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ thì mực nước đo tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu vào chiều và tối qua là 1m8 và sáng nay là 1m87. Triều cường vẫn còn dâng cao đến ngày 18 tháng 9 âm lịch. Tuy nhiên, so với mực nước triều cường năm trước thì năm nay, thời điểm này vẫn còn thấp hơn 5cm. Để đảm bảo an toàn cho việc đi lại lúc triều cường dâng cao, từ hôm nay, Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông quận Ninh Kiều triển khai công tác ứng trực và điều tiết giao thông trên các tuyến đường bị ngập.